kỹ xảo xử thế. Con người muốn sinh tồn tất nhiên phải dự bị cho mình một số điều kiện sinh tồn, kỹ xảo xử thế. Nhẫn nại là sức mạnh tuyệt vời nhất trong nghệ thuật ứng thế. Gặp hủy báng bất như ý, người nhẫn nại biết vận dụng tâm chất trực để lý giải vấn đề sao cho xứng tình hợp lý. Trong tâm không hề tiềm ẩn chút hận thù tật đố, chỉ có hòa bình và bao dung. Phải có nhẫn nại, nhẫn nhục mới có sức mạnh xử thế. Bao dung là pháp tu dưỡng hạnh làm người cao cả. Hư không rộng hơn nên bao dung được vạn hữu. Nhu hòa, nước nhờ bản chất nhu nhuyễn nên có khả năng xuyên thủng đá. Dùng nhu hòa an nhẫn để cởi gỡ khó khăn, trở ngại. Tu tâm từ bi đến nhân ngã nhất như coi người như mình không khác là tuyệt đỉnh. Biết ơn và đền ơn là tích lũy tư lương phước điền. Uống nước nhớ nguồn báo đáp thâm ân. Nỗ lực phụng sự xã hội là cuộc sống phú quý nhất.